Xin chào quý nhà đầu tư nhé. Chào mừng mọi người đã quay lại kênh Ichimoku Club của em Block ITB ha. Thì hôm nay thị trường của mình đánh cũng khá là hay mọi người ha. Nó rung rũ rồi nó về ngay cái điểm mà 1265 1270 như lọc của nó cho mọi người nè. Anh em mình bắt đáy hai điểm này khá là đẹp ha. Về ngay đây rút chân ở đấy không? Mọi người thấy cái điểm này uy tín không? Đây là một cái điểm giao thoa giữa hai cái trên lai tăng và trên lai giảm ha. Thì cũng như hôm nay em đọc sẽ làm video ngắn này để chia sẻ về cái nhận định thị trường sắp tới mọi người ha, để cho mọi người yên tâm đi. Và cũng như là anh em mình sẽ tìm những điểm mua của cổ phiếu ngân hàng mọi người nha. Tại vì mọi người thấy thì cổ phiếu ngân hàng dòng này chiết khấu cũng khá là tốt rồi ha. Thì nếu mà anh em nào chưa lên tàu thì mà thích mã ngân hàng á, thì hôm nay em đọc sẽ lọc ra những mã ngân hàng anh chị em mình có thể mua được ha. Về thị trường thì đẹp mọi người ha, về ngay cái điểm anh em mình giải ngân rồi, về 1265 mọi người nhớ không, em lọc ở gần nó là cái này cho mọi người này, 1265 1270 giải ngân đủ hàng đối với cổ phiếu về điểm mua ha. Thì về đây nó rút chân lập tức mọi người thấy không, đây là cái điểm giao thoa mà Lộc nói này, trên này tăng ha, trên này giảm ha, tạo ra một cái vùng hỗ trợ là MA20 này. Đầu tiên nó về MA20 trước ha, sau đó nó về cái vùng này này, cái này người ta gọi là một vùng hỗ trợ mọi người nha, chứ không phải là một điểm hỗ trợ nha. Bữa em Lộc cũng nói mọi người rồi, 1265 1270 ha, nhắc lại liên tục thôi. Và cái thị trường mình hiện tại mọi người nha, nếu mà mọi người kỳ vọng nó tăng mạnh là em Lộc nói rồi khó nha. Mấy cái nhịp này anh chị hợp với anh chị nào đánh T cộng á, hoặc là nếu mà đánh dài á thì anh em mình cũng tùy cổ phiếu mà đánh dài thì nói dài dài thì dài, nhưng mà nếu mà cổ phiếu nó về cái target của mình á cũng phải chốt lãi nha, hoặc là cái vi phạm cái điểm chặt lãi hay cắt lỗ phải xử lý thôi. Lưu ý mọi người nha, dù có nó cái dài là view thị trường về 1350 ngàn tư gì đó, nhưng mà cổ phiếu nó về điểm target chốt lãi mình phải chốt lãi rồi mọi người nha, đừng để mất lại cái khoản lợi nhuận tốt của anh em mình đã bắt được ha. Mọi người nhìn cái trạng thái của những cái công cụ này về trend ha, như là Aron này, Aron và ADES này, hiện tại thì cái trạng thái này cho ra là trạng thái là non trend mọi người nha, là không có xu hướng rõ ràng nha, nên thị trường mình là sắp tới em nghĩ nó sẽ đi tiếp như vậy mọi người nè, nó sẽ lên đây ha, xuống đây ha, rút chân đi lên nè, lên kia nó sẽ đọc với kháng cự khung 15 phút nè, index của mình ha. Thì em đọc của nó mọi người rồi, khách sạn sẽ mở ra quanh cái mốc 1282, đây là cái mốc mà index của mình sẽ về đầu tiên mọi người nha, là em đọc nghĩ là nó sẽ về 1282 đầu tiên. Về đây em nếu mà nó vượt được á, thì nó sẽ target của nó sẽ tiếp tục về quanh cái mốc 1003 của mình mọi người nha. Mọi người nhìn cái đồ thị này, người thấy không, chứ còn vượt 1282 ha thì target của nó là về cái biên trên của Bollinger Band này 1003 ha. Nó cứ đi đi đây ha, nó đi lên cứ đi lên xuống, khi nào mọi người thấy cái Bollinger nó siết chặt lại á, hai kiếm Ichimoku nó hợp lại với nhau á, mọi người mới mong một trạng thái nó phi mạnh lên được, phá ngàn ba để vào uptrend ha, vào uptrend mạnh á. Còn mọi người nhìn, nếu mà mọi người hiểu về phân tích kỹ thuật phương Tây á, thì mọi người nhìn hai cái chỉ báo này mọi người biết là thị trường mình nó khó tăng mạnh rồi, không có xu hướng gì hết ha. À, về tín hiệu đảo chiều của VN-Index mình thì mọi người yên tâm đấy, tín hiệu vẫn còn khá là rõ ràng ha, nhưng cũng đừng có sợ quá. Mọi người coi cái khung daily thì không thấy đâu nha, khung daily thì mọi người chỉ thấy được mấy cái trendline này em vẽ thôi, mọi người không coi không H1 nè, người thấy H1 không, H1 thì cái nó có phân kỳ rõ luôn cho mọi người coi ha, em kể mình coi nè, H1 nè, giá đi xuống ha, nè rồi đi đi lên nè, chỉ báo dòng tiền này thì nó không có tạo phân kỳ mọi người nhé, nhưng mà mọi người khỏi chỉ báo của em nè, chỉ báo này vẫn đang thử nghiệm thôi mọi người, cũng khá là hiệu quả ha. Bữa là chỉ báo này cũng là cảnh báo cho người biết nè, tín hiệu phân kỳ ở đây nè, có thể điều chỉnh ha, thì nó cũng đã thực sự điều chỉnh rồi, lúc mà RSI nó chưa phân kỳ là con này đã phân kỳ rồi, tạo ra một tín hiệu để anh em có thể bán ha. Như mọi người nhớ không, cái đợt mà em nói mọi người là chốt lãi MVS 5 từ Lim đi đó, thì em thấy có tín hiệu xấu rồi nè, thì nó mọi người chốt lãi bớt đi hay là chốt lãi ít nhất 50% ha, thì đây thì nó cũng điều chỉnh về cái biên hợp lý cho mình rồi. Nhưng hai chỉ báo này vẫn tạo phân kỳ, mọi người yên tâm đi, cái pha phục hồi này thì em kỳ vọng nó về quanh 1280 1282 ha. Về đây nếu anh chị nào thích chốt lãi tay cầm thì cũng là ủng hộ anh chị thôi, cứ thoải mái ha, chốt lãi không bao giờ sai hết. Về đó mà anh chị có chốt lãi tầm 4-5% thì cứ thoải mái đi mọi người, kiểu gì em nghĩ là thị trường nó phải test lại cho người mua thôi, nó không có phóng có vù lên đâu, mọi người đừng có sợ mất hàng nha. Còn mọi người thích cầm về ngàn ba thì cứ thích cầm thôi, không sao ha, đã bắt được lãi thì cứ thoải mái cầm thôi, không có lo chứ, tiền của thị trường không có lo mọi người nha, khi nào nó gãy ngược lại mình mới lo thôi. Chứ những cổ phiếu như FTS rồi thì chắc anh em cũng có lãi rồi mọi người ha. FTS là mua nè, bữa nói mọi người mua quanh giá là 44.4 à, hiện tại thì 45.2 rồi, lợi nhuận cũng khá là ok ha, cũng không gọi là nhiều nhưng mà chắc cũng sẽ được 2% đó mọi người,
Những con như Cytes thì nó chưa chạy bốc lắm ha, Cytes thì nó vẫn đang tích lũy thôi. Con này hy vọng nó chạy nó phá được cái vùng giá 40.9 để đi lên luôn mọi người nha. Chúng kỳ vọng con này nó chạy ghê á. Những con như Nam Từ Liêm nè. Nam Từ Liêm thì hiện tại thì cũng ok ha. Nam Từ Liêm thì nói chung thì mình sẽ chặn lãi ha, ở quanh vùng giá 20.4 này. Khi nào nó mất thì mình sẽ thoát ra hết ha. Có khi nào con này nó kéo lên quanh vùng giá là 22 này, cũng chốt lãi hết mọi người nha. Đối với Nam Từ Liêm nha. Đủ target con này rồi. Kiếm được mười mấy phần trăm là ok rồi mọi người ha. Cổ phiếu như cũng MBS này thì chắc giờ chưa vô lại rồi, chốt lãi quanh 32 ha. Hôm nay nó tiếp tục nó kéo lại nè. Con này thì chắc lại không dám vô rồi, chắc dồn tiền vô con FTS thôi mọi người. Mình view sơ thịt của biết ngành ngân hàng mọi người nha. Mình coi thử. Mình coi bản đồ thị fan đây. Mình coi những con mà mọi người hay hỏi ha. Đầu tiên ACB nó sắp về điểm mua rồi mọi người này. Đối với ACB ha, mọi người có thể canh mua quanh vùng giá là 25.25 nha. Là cái điểm hỗ trợ đó nè. Có thể mua ở đây ha. Target ngắn hạn của con này thì đầu tiên thì em nghĩ nó sẽ về quanh cái giá đầu tiên là 25.9. Và cao nữa là nó sẽ về quanh cái điểm là 26.4 rồi mọi người nha. Đối với con ACB này, nếu mà mọi người bắt 25.25 với em á, thì mọi người cứ giữ dài nha. Con này hiện tại cũng khá là ok á. Hỗ trợ ở đây cũng khá là nhiều rồi. Mọi người có thể canh mua 25.25 ha, chốt lại ngắn hạn qua vùng giá là 26.4 mọi người nha. Đối với ACB này, mấy con như HDB cũng về điểm mua lại mọi người nè. HDB đang vào điểm mua mọi người nha. Hồi chiều nó test về cạnh mai đẹp ha. Mọi người có thể canh mua quanh vùng giá là 26.7 nha. Và target con này thì về đầu tiên là về quanh vùng giá 28.5 trước đối với HDB nha. Những con như Tiên Phong Banh còn có điểm mua mà. Tiên Phong Banh thì mọi người phải đợi ở test lại rồi. Tiên Phong Banh thì chắc phải về 16.5 thì mua mới đẹp mọi người nha. Trạng thái khách sạn con này cũng bắt đầu mở ra rồi nè. Con như MBB. MBB thì hôm nay nó về điểm mua rút chân đẹp mọi người ha. MBB hôm nay mọi người ai mà không mua thì cũng bỏ lỡ cũng khá là tiếc nè. MBB hỗ trợ nó quanh 25 mọi người. Con này thì chắc là ngắn hạn nó sẽ về quanh giá 26.2 thôi. BID ha, BID mọi người cũng kẹt cũng khá là nhiều nè. BID thì mọi người muốn mua ha thì canh vùng giá là 48.75 cho đẹp mọi người nha. 48.75 mua cho đẹp. Techcom kìa, mấy con cổ phiếu của anh em mình nè. Chà, Techcom nó cũng về 238 người nha. Con số 238 em nói mọi người nhiều lần rồi nha. Techcom cứ về 238 người cứ mua vô cho em ha. Những con như STB. STB hiện tại không có điểm mua rồi. STB thì trả thái khách sạn không ngày không tuần bắt đầu mở ra mọi người nha. Con này thì mọi người phải đợi nó chỉnh xíu mua cho đẹp ha. STB mọi người muốn mua thì em nghĩ là vùng giá đẹp thì quanh 33 là đẹp mọi người ha. Mua ở đây thì hơi rủi ro xíu. Những con như mọi người thích đánh con nào nữa ta? Mấy con như MSB này, MSB mọi người cũng quan tâm khá là nhiều nè. Con MSB mọi người ha, MSB là con này mấy con này không có điểm mua luôn ta. MSB hôm nay nó về đây khách sạn mở ra cũng không muốn khúc giá là về lại được ha. MSB điểm mua đẹp của nó là quanh vùng giá 12.4 mọi người, mà con này giờ nó không có điểm mua rồi. Tao bỏ rồi mọi người ha, mình có thể canh mua là ACB hoặc là Techcom gì đó cũng được ha, HDB gì đó cũng ok ha. Mấy con cái điểm đang cái điểm mua thì mình cứ mua thôi. Đợi mấy con này khó ha. Đúng rồi, coi thử con VAB ha. Chà, VAB sắp về điểm mua mọi người nè. VAB mọi người canh mua quanh vùng giá là 19 mọi người ha. AB này. AB. Con này nó về kháng cự mọi người lưu ý nha, kháng cự con này là 19.3 nè. Con này muốn mua mọi người mua ở đây là khá rủi ro nha. Mọi người đang đợi nó test về quanh vùng giá 18.4 thì mua cho đẹp ha. Đối với AB 18.3 và 18.4 gì đó. Mua mới đẹp ha. VB Bank ha. Mọi con mấy con này cũng khá là khỏe này. Chà, VB Bank nó không test để cho mua luôn ta. Mấy con này khỏe quá ha. Mấy con này chắc phải tìm đi mua trong khung ngắn hạn rồi. VB Bank chà, nó về may rút chân đẹp quá ha. Bỏ lỡ con này cũng tiếc ghê á. VB Bank mọi người thấy nó có test lại quanh vùng giá là 19.
Banh 19.7 là mua được 10 nha, đối với VP Banh ha. Con SHB, mình coi từ con cuối cùng con SHB ha. SHB thì nó về target mọi người nè, về ngay giao găm ha, về đây là điểm chốt lãi rồi, điểm mua của nó là đây mọi người nè. Quanh vùng giá là 10.75 mọi người nha, đối với SHB ha. Mình coi từ con NAB này. Con NAB nó về điểm mua mọi người nè, mọi người thích mua NAB thì có thể canh mua quanh giá 16.25 này luôn ha. Target của nó thì về 17 thôi, đối với NAB ha. Thôi hôm nay em là cũng làm một video ngắn thôi để chia sẻ về thị trường cho mọi người đỡ lo lắng ha, cũng như là tìm để mua mấy cổ phiếu ngân hàng, tại vì thấy anh chị em cũng quan tâm cổ phiếu ngân hàng nhiều ha, nên em là cũng tìm để mua cho mọi người luôn. Mọi người thấy cổ phiếu nào hợp với mọi người thì mọi người có thể mua ha. Em Lộc thì bạn ưu tiên là mấy con ACB với lại Techcombank thôi, còn không biết anh em mình góc nhìn như thế nào nhé, thì anh em mình có thể chia sẻ với nhau nha. Tạm biệt mọi người nhé, hy vọng mọi người có luôn có nhiều lãi ha. Mọi người cần tư vấn cổ phiếu thì có thể nhắn tin qua số điện thoại Zalo của em ha, em sẽ tư vấn cổ phiếu cho mọi người nhé. Bye bye mọi người.